Học bơi đúng cách. Hôm nay đánh được nhiều cá quá con trai nhỉ? Ngoan, nhiều cá thế này nhà mình sẽ đem ra chợ bán chứ ba. Dĩ nhiên rồi, rủng rỉnh được ít tiền, ba sẽ để con tiếp tục đi học. Con thấy học khó lắm ba ơi, mà chẳng có gì hay cả. Thôi, ba cho con theo nghiệp ba, không cần phải học nữa. Muốn làm nghề gì á thì trước tiên cũng phải học lấy kiến thức đã, nếu không con sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Bà này, con có muốn học bơi không, Minh? Học bơi ạ? Nhưng con biết bơi rồi mà ba. Muốn theo nghiệp của ba, trước hết con phải học bơi thật giỏi. Ba con mình sẽ lấy điểm xuất phát làm mỏm đá kia nhé. Vâng. Nào, bắt đầu nhé. Con sẽ bơi từ đây ra hướng mặt biển đằng kia. Con sẵn sàng chưa? Trước mặt là biển mênh mông, có gì ngoài đó đâu mà phải bơi ra cho mệt hả ba? Vậy là ngay bước đầu tiên con đã muốn bỏ cuộc và là kẻ thất bại rồi sao? Làm sao con biết chắc chắn ngoài kia không có gì và không bơi ra? Nhưng lỡ con bơi ra rất xa rồi mà mệt quá thì phải làm sao ở giữa biển mênh mông mà? Được rồi, vậy ba sẽ chạy thuyền theo phía sau con nhé. Chúng ta bắt đầu được chưa? Vâng. Thôi được, để ba giúp con lên. Ôi, mệt đứt cả hơi. Ba lại nghĩ con còn có thể bơi được xa hơn nữa cơ. Xa hơn nữa? Con đã bơi được một đoạn rất xa rồi còn gì. Mình còn nhìn thấy bờ đâu ba. Nhưng con vẫn chỉ bơi trong giới hạn nhất định của mình thôi, đúng không nào? Ít nhất là con cũng theo ý của ba bơi, để biết được khả năng của mình bơi được bao xa rồi còn gì. Và con thấy con bơi được rất xa đấy chứ. Trời ơi, khói, ba ơi. Minh, mau bơi vào bờ đi con, thuyền sắp chìm rồi. Ba, sao cơ? Mau nhảy xuống bơi vào bờ, nhanh lên. Chỉ một chút nữa thôi, cố lên nào. À, thoát rồi. Còn ba? Ba? Ba ơi, thuyền không bị chìm, cho ba lại bảo con, nó sắp chìm chứ. Ba muốn xem khi không có ba bên cạnh thúc giục, nâng đỡ, khi không có chiếc thuyền an toàn để con đứng trên đó, con sẽ tự mình bơi như thế nào? Sao cơ? Ba có biết con đã rất sợ hãi, chỉ cắm đầu vào bơi mà không nghĩ gì không? Con có biết khi con không còn thứ gì để bám vào, không còn thứ gì để nâng đỡ, bảo vệ, con đã bơi được rất xa, rất nhanh, quãng đường còn xa gấp đôi quãng đường mà con bơi trước đó. Thật hả ba? Đừng bao giờ tự giới hạn năng lực của mình. Hãy tiếp tục đi học con nhé. Ba, con hiểu rồi. Chú chó trung thành. Vịnh ơi, con Vịnh đâu rồi chứ? Lạ thật, sao từ hôm qua tới giờ không thấy nó đâu nhỉ? Không biết nó chạy đi đâu rồi. Vịnh ơi, Vịnh! Hóa ra là mày nằm trong này. Ờ, mày làm sao thế? Thôi chết, hình như nó bị bệnh rồi. Toàn thân lở loét thế kia, chắc là bị ghẻ. Phải đi mua thuốc chữa bệnh cho nó thôi. Sao bồi thuốc mấy ngày rồi mà nó vẫn không đỡ nhỉ? Này ông, tôi thấy hình như bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn, chắc không qua khỏi được đâu. Tội nghiệp nó. Thôi, ông bước nó đi đi, để trong nhà hôi lắm.
Vứt nó đi ư? Nhưng mà nó gắn bó với chúng ta bấy lâu thì biết là thế, nhưng nó không khỏi, trước sau gì cũng phải chết thôi. Để lâu trong nhà hôi lắm, lại có trẻ con, nó mà lây bệnh thì tội con mình đó. Đành bỏ nó đi thôi ông ạ. Đành vậy. Xin lỗi mày nhé. Đã đi rất xa nhà rồi, nó mà tỉnh lại chắc không tìm được đường về đâu. Thuốc mê của lão lăng lầm này cũng tốt thật, chứ nó mà tỉnh thì mình không mang nổi nó ra đây mất. Thôi chết, vừa nói mà nó đã tỉnh rồi, phải đi thôi. Xin lỗi mày nhé. Mày chạy theo tao đấy sao? Tốt rồi, mau sủa thật lớn để gọi người đến cứu tao đi. Ơ kìa, mày chạy đi đâu thế? Vên. Chắc nó thù mình vứt nó xuống hố nên bỏ đi không thèm cứu mình đấy mà. Tao mà thoát ra được khỏi đây thì... Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Kêu cả ngày trời mà không có ai đến cứu mình. Đêm đến thú dữ mà mò ra thì bên này mình chết chắc rồi. Hả? Lại là mày à? Đây là... Mau bám lấy sợi dây này để leo lên đi. Tôi sẽ giữ phần đầu sợi dây cho. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì... Đừng có cảm ơn tôi. Chỗ này rừng núi hoang vu, không ai lui tới. Anh có kêu đến cả tuần cũng chẳng ai nghe được mà cứu anh đâu. Thế sao? Tất cả là nhờ con chó này. Nó đã tìm tới tôi và dẫn đến đây để cứu anh đấy. Nhờ nó sao? Vện, mày... Thế mà tao cứ tưởng... Vện, mày làm sao thế? Nó chết rồi. Hình như nó đang bệnh, còn cố sức chạy mấy chục cây số đường rừng để tìm người nữa, cho nên con chó thật trung thành. Vện ơi, tao xin lỗi mày. Chúng ta sẽ cùng về nhà nhé. Tiền dư. Đây đây, của cháu đây. Cảm ơn cháu nhé. Chị đợi tôi một chút nhé. Cháu mua mấy chiếc nào? Dạ một chiếc ạ. Bà Tám ơi, bán nhanh lên, chúng tôi muộn mất. Được rồi. Tại hôm nay bỗng nhiên mọi người mua bánh giò đông quá mà. Các cô các cháu thông cảm nha. Ôi, mình được trả tiền thừa. Ôi, số mình thật là hên quá đi. Mình đưa có 20.000 mà bà Tám lại tưởng mình đưa 100.000. Ôi chà, bữa nay Dũng đại gia ghê. Tớ bảo này, chiều tan học tớ với cậu đi mua súng nước đi. Loại to nhất ấy, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc. Rồi tớ với cậu sẽ đánh bại thằng Hùng với thằng Quân luôn. Ừ, chúng nó có súng nước to hơn nên tớ với cậu toàn thua. Thật là mất mặt quá đi. Lần nào các cậu cũng thua hết, thật là chán quá đi. Bọn tớ cũng muốn thua mà không được. Cậu mua cho tớ một chiếc súng nước thật hả? Ừ, tớ với cậu cùng một đội mà. Thế cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Bây giờ không phải đóng tiền học, cũng không phải mua sách. Làm sao mà tự dưng bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền thế? Cậu cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. Sáng nay tớ mua bánh giò chỗ bà Tám. Bà Tám nhầm nên trả dư tiền cho tớ. Hả? Làm sao mà cậu phải hốt hoảng? Mà cậu phải nhớ giữ bí mật đấy. Tớ sẽ mua súng nước cho cả cậu nữa cơ mà. Trời ơi,
Bà Tám trả nhầm cho cậu nhiều tiền như thế, chắc ngày hôm nay bà chẳng lãi được là bao. Cậu đem trả lại cho bà Tám đi. Sao tớ phải trả? Cậu cứ lo xa à? Hôm nay đông người mua bánh giò lắm. Với lại bà già rồi nên sẽ không nhớ là đã trả nhầm cho tớ đâu. Ý tớ không phải như thế. Tớ không lo bà Tám có nhớ trả tiền nhầm cho cậu hay không, mà tớ thương bà Tám. Cậu cũng biết là buổi sáng bà Tám bán bánh giò ở cổng trường mình. Nhưng chắc cậu chưa biết, hôm nào bà cũng đạp xe đi bán bánh khắp ngõ ngách tới tận khuya mới về. Tối nào lúc tớ chuẩn bị đi ngủ cũng nghe thấy tiếng rao của bà Tám. Mẹ tớ còn bảo chồng bà Tám đang bị bệnh, con cái thì không có, nên bà phải một mình vất vả kiếm sống. Ai bánh giò đi? Ai bánh giò nào? Cậu không thương bà Tám lại còn lấy tiền của bà ấy nữa. Thì tớ không biết nên mới vậy. Sáng mai tớ đem trả bà Tám tiền là được chứ gì. Cậu tức giận làm cái gì? Giờ mà thú nhận thì xấu hổ quá. Hay là mình cứ âm thầm đưa trả lại cho bà ấy thôi. Này cậu, cậu có mua bánh không thì đi nhanh lên, người ta còn mua nữa chứ. Dạ, bà cho cháu một chiếc bánh giò ạ. Đây, bánh của cháu đây. Này cháu ơi, cháu trả dư tiền cho bà rồi nè. Nè, cháu ơi. Tớ trả tiền bà Tám rồi. Thấy bà Tám nói sao? Bà Tám chả nói sao cả. Cảm ơn chị, lần sau chị lại mua bánh của tôi nữa nhé. Tất nhiên rồi, bánh giò bà Tám là ngon nhất. Chào bà Tám nhé, tôi đi nha. Chà, mấy hôm nay bán được ghê, vẫn còn sớm quá. Có khi từ mai mình phải làm thêm bánh để bán thôi. Mà không biết cái thằng bé sáng nay trả nhầm tiền cho mình nó học lớp nào nhỉ? Đang là học sinh thì làm gì có tiền. Có khi mất nhiều tiền thế, còn bị bố mẹ mắng cũng nên. Tội nghiệp, chuyện mình phải quay lại để trả tiền cho thằng bé mới được. Thằng bé kia rồi. Tại cậu bảo tớ trả tiền bà Tám nên giờ chẳng còn tiền mà mua súng nước nữa. Chúng ta chơi bằng cái cũ cũng được. Chơi vui là chính mà. Cậu vừa làm một việc tốt nên vui mới phải. Thôi, cậu đừng có ủ rũ nữa. Này cháu ơi. Dạ, cháu chào bà. Sao giờ này bà vẫn ở đây? Bà vẫn chưa bán hết bánh à? Lúc sáng bà nhận dư tiền bánh giò của cháu. Lúc đó bà gọi mà cháu không nghe thấy. Bà đợi mãi tới giờ tan trường. May quá, gặp được cháu ở đây rồi. Trời ơi, bà Tám thật là tốt quá. Vậy mà hôm trước mình còn mừng khi bà trả tiền dư cho mình nữa. Ôi, mình thật là xấu tính. Thế là thế nào hả Dũng? Cháu sai rồi. Cháu xin lỗi bà Tám. Sự thật là hôm qua cháu nhận tiền dư của bà mà không đem trả lại. Hôm nay cháu xấu hổ nên khi đưa cho bà cháu không dám nói thật. Bà ơi, cho cháu xin lỗi nha bà. Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Bà không trách cháu đâu. Bà già rồi nên hay quên, hay lẫn. Bà cảm ơn cháu đã đem trả lại cho bà số tiền dư nhé. Cảm ơn cậu nhé. Cuộc vui bất thành. Mọi người trật tự, tôi có ý kiến thế này. Để góp vui đầu xuân, mỗi chúng ta ai nấy mang rượu của mình ra đây góp chung. Rượu được đổ tất cả vào một chum lớn để cùng chia vui. Mọi người thấy thế nào? Được đấy, ý kiến hay. Mình đang tìm cái gì mà cứ lục cục nãy giờ thế? Tôi đang tìm cái bình rượu. Cái bình rượu hôm nọ xin được ở nhà bác Bỉnh, đâu rồi bu nó nhỉ? Tôi để nó ở trong chum mà. Mà ông tìm làm gì vậy? Thấy rồi. Tôi định mang nó đi góp vui trong bữa gặp mặt đầu xuân ở đình làng ngày mai. Cái gì? Góp vui? Sao lại mang rượu quý đi góp vui là sao? Chả là mọi người bàn sẽ chung rượu với nhau. Mỗi người mang một bình rượu đến để chung vào một cái chum lớn. Rồi cùng nhau thưởng thức. Trời, thế ông định lấy cái bình rượu này để đi góp sao? Rượu này là rượu quý. Bác Bỉnh chân cất chôn nhiều năm dưới lòng đất đấy. Giải gì mà mang đi góp chứ. Tôi cũng thấy tiếc. Nhưng mà mình chỉ có mỗi bình rượu này thôi. Sao mà mình ngốc thế? Lại đây, tôi chỉ cho cách này. Đến hôm đó, mình cứ đổ nước lã vào chai rồi mang đến. Cả chum rượu, một chai của mình thấm vào đâu? Chắc chắn không ai biết được đâu mà sợ.
À, ừ nhỉ. Có thế mà tôi chả nghĩ ra. Bù nó đúng là cao tay. Ồ, anh Bảy đến rồi. Dạ, nhìn cái bình là biết gây rượu ngon đây. Nào, đổ rượu vào chum cùng góp vui thôi. Đây đây, tôi đổ vào ngay đây. Vậy là mọi người đã đến đông đủ. Chiếc chum rượu đã đầy ắp với nhiều hương vị khác nhau. Bây giờ, chúng ta rót rượu mời tất cả cùng nâng ly thưởng thức nhé. Tất cả mọi người đã có rượu hết chưa? Còn ai thiếu không? Đủ hết rồi, đủ hết rồi. Vậy tất cả cùng nâng ly chúc mừng năm mới nhé. Nào, xin mời cạn chén. Năm mới may mắn, phát tài phát lộc. Nào, cạn chén nhé. Sao lại thế này? Sao rượu lại nhạt toẹt chẳng khác gì nước lã là sao? Chẳng lẽ toàn bộ những người kia cũng giống như mình? Chết tiệt, rõ là nước lã mà. Tức thật, nhưng mình không thể để mọi người biết mình đổ vào đó bầu nước được. Quá là rượu ngon, hương vị thật đặc biệt. Đúng vậy, đúng là rượu hảo hạng, đủ loại hương vị. Quá là rượu ngon, rượu ngon. Ngon cái nỗi gì chứ, đây rõ là nước lã nhạt toẹt, không ngờ họ đều thủ đoạn như thế. Ồ, ở đây tiệc vui quá nhỉ. Nghe nói mọi người góp rượu uống chung, thế mà không ai mời tôi gì cả. Ồ, cụ Hoàng, mời cụ vào đây. Xem nào, rượu chung chắc là hương vị sẽ đậm đặc lắm đây. Cho tôi một chén nào. Ơ, ông đừng... Cái gì vậy? Rượu gì thế này? Các anh bảo rượu góp chung à? Có mà nước lã thì có. À, tôi hiểu rồi. Cái trò góp chung. Của chung không ai khóc. Thế mà tôi vừa nghe ai cũng khen rượu ngon, rượu quý cơ đấy. Thật là ai cũng khôn, chẳng ai dạy cả, phải không các ông? Tham vẫn hoàng thâm. Dạo này buôn bán ế ẩm quá. Ông chủ, chào quý khách. Quý khách muốn mua gì? Tôi muốn bán trang sức. Thôi, ông mang đi đi. Đang ế ẩm thế này, tôi không mua đâu. Ấy, ông đừng từ chối vội. Xem hàng của tôi đã. Chà, đẹp quá. Đây là những thứ quý giá nhất mà trước khi qua đời, ông nội tôi để lại. Giá của nó ít nhất phải 5.000 lượng. Cái gì? 5.000 lượng? Thôi, ông mang đến tiệm khác mà bán. Tôi đi mấy cửa tiệm rồi, chỉ thấy tiệm của ông là đáng tin nhất. Hay là thế này, tôi cứ để chúng lại đây, nhờ ông bán hộ. Nếu bán được thì tôi sẽ cho ông 2.000 lượng. Còn không bán được thì ông cho tôi xin lại 2.000 lượng. Dù sao thì mình cũng chẳng mất gì. Khi không lại kiếm được 2.000 lượng, tội gì chứ. Được, tôi đồng ý. Vậy ông cứ để chúng lại đây. Cảm ơn ông, nhưng phiền ông làm giúp tôi văn tự biên nhận. Được. Cảm ơn ông. Đúng là ông trời thương mình, trong lúc khó khăn lại có mối làm ăn hời thế chứ. 2 tuần rồi mà chưa có ai mua. Nghe đến số tiền lớn vậy, họ đã chạy mất dép rồi. Ai da, coi bộ cũng chẳng dễ ăn đâu. Chào ông. Nghe nói tiệm của ông toàn đồ quý hiếm, tôi có thể xem chúng được không? Vâng, đúng rồi, đồ quý hiếm đây ạ. Đúng là quý hiếm. Tôi muốn mua chúng, ông bán bao nhiêu? Ông muốn mua chúng thật sao? Phải, ông bán bao nhiêu? Nên nói giá bao nhiêu bây giờ? Trông ông ta có vẻ giàu có, chắc là nhiều tiền lắm đây. Thế này nhé, tôi trả 8.000 lượng, ông xem có được không? Hả? 8.000 lượng? Có, tôi bán. Trúng mánh rồi, mình có thể kiếm 5.000 rồi. Tôi đang có việc phải đi xa, nên không tiện mang theo đồ quý báu. Đây là 1.000 lượng, tôi đặt cọc trước, ông không được bán cho ai đâu nhé. Nửa tháng sau, tôi sẽ trở về trả tiền và lấy hàng. Nếu sau nửa tháng mà ông không quay trở lại thì sao?
thì 1.000 lượng đó sẽ thuộc về ông. Nhưng nếu tôi quay lại mà không còn hàng thì ông phải bồi thường gấp đôi đấy. Được, được, hẹn ông nửa tháng nữa. 10 ngày sau, đã gần hết thời hạn rồi, sao vị thương gia đó vẫn chưa đến lấy hàng nhỉ? Cơ mà như thế lại càng hay. Mình đã cầm 1.000 lượng rồi còn gì. Ông chủ, ông đã bán được giúp tôi chưa? Vẫn chưa, nhưng có người đặt mua rồi, mấy ngày nữa sẽ đến lấy hàng. Ông yên tâm. Những mấy ngày nữa ư? Nhưng tôi đang cần tiền gấp. Ở quê báo tin cha tôi lâm bệnh nặng, tôi phải về lo chữa trị cho ông. Ông cho tôi xin lại số châu báu đó, tôi mang đi nơi khác bán vậy. Không được, tôi đã hẹn với người ta rồi. Nhưng chúng là đồ của tôi, tôi chỉ gửi nhờ ông thôi mà. Ông bán được đã đành, giờ chúng vẫn còn ở đây thì phải để tôi mang đi chứ. Tôi đang cần tiền. Hay ông cố gắng chờ thêm vài ngày nữa. Ông có điên không? Cha tôi đang rất nguy kịch, chờ là chờ thế nào? Ấy ấy, ông đừng có nóng, để tôi từ từ nghĩ cách đã. Làm thế nào bây giờ? Giữ lại cũng không được, mà để ông ta mang đi cũng chẳng xong. Hay là thế này nhé, tôi sẽ ứng cho ông 3.000 lượng để giữ lại hộp đồ đó. Ông nghe có được không? Thế cũng được. Dù sao mấy ngày nữa là mình lãi 5.000 lượng rồi, trả trước cho ông ta cũng có sao đâu. Sao, lấy được tiền chưa? Đây, 3.000 lượng. Đúng là thằng ngốc. Hắn ta không ngốc đâu, chỉ có điều lòng tham đã làm mờ mắt hắn. Đúng là đáng đời kẻ tham lam. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.